Thế chào tất cả các bạn nha. Mình là Nguyễn Ngọc Thanh đây. Hôm nay mình lại hướng dẫn cho các bạn cách mà lấy cái nguồn video để mình tải lên Facebook hoặc là YouTube. Đồng thời mình lấy được gọi là kiếm tiền được trên trên Facebook và YouTube. Tại vì Facebook nó đang mở ra rồi. Thì cái chuỗi series này á là cái chuỗi series kiếm tiền trên Facebook nha. Rồi ok. Thì có rất nhiều ý tưởng để mình tạo ra một lấy nội dung video hoặc là mình tạo ra một video và kiếm tiền thật nhiều trên video đó. Thì đầu tiên nhất đó là sản phẩm. Thì video sản phẩm của bạn, bạn có bao nhiêu thì bạn cứ làm video. Bạn làm video, bạn review, bạn làm bất cứ cái gì về cái sản phẩm của bạn. Tại vì bạn biết á, sản phẩm của bạn là gồm thí dụ như là dạy học hoặc là bán hàng gì đó, hoặc là kem đánh răng hay là sữa rửa mặt hay là cái máy này máy kia nha. Thì bạn có rất nhiều nguồn để mình làm video đó. Thì nhưng mà để kiếm tiền á, thì mình nói thật ra nếu mà làm video về quảng bá sản phẩm á, mà để kiếm tiền á, thì nó ít lắm nha. Cái video mà sản phẩm mà để kiếm tiền thì nó thật sự rất là ít. Thì mình phải bám theo những cái là ví dụ như là trend, hoặc là những cái gì mà hở hang một tí, hoặc là người mẫu nổi tiếng viral một tí, thì nó mới được nhiều view, mới được nhiều sub. Và từ đó Facebook nó đánh giá và nó cho mình bắt kiếm tiền nha các bạn. Ok chưa? Thì đó, thì sản phẩm bạn cũng có thể quay video tải lên. Kèm theo đó, ví dụ như bạn quay sản phẩm phải không? Bạn đưa cái viral vô, ví dụ như là cái sản phẩm của mình á, bạn đưa vô, kèm theo là những cái con người mẫu thở hang này kia một tí, thì nó sẽ thích hợp hơn, nó sẽ thấy cái video đó và nó coi thêm sản phẩm của bạn thì sao, đúng không? Đó, mình kèm theo đó mình bán hàng, không cần tiền của Facebook, mình chỉ cần tiền của mình bán được hàng thôi. Ok chưa? Đó, thì có rất nhiều. Thì đầu tiên nhất là sản phẩm nha. Cái thứ hai là mình hiểu biết cái gì, mình giỏi cái gì, mình làm video cái đó. Rồi chưa? Rồi, cái thứ ba. Đây, để mình ghi cái này ra đi. Đây. Đầu tiên nè. Video. Rồi. Sản phẩm. Review sản phẩm ha. Review sản phẩm ha. Review sản phẩm rồi tiếp tục. Tiếp tục là review sản phẩm hoặc là giỏi cái gì đó. Giỏi. Dạy lại cho người khác. Đó. Thứ ba này. Thứ ba. Đó, thứ ba nha, thứ ba là trend. Trend ngày, tuần, tháng và năm. Đó, dựa vào đây. Rồi, tiếp tục là gọi là giống như sao ta? Video ca nhạc á. Video clip ca nhạc, tại vì nhạc là vua nha các bạn. Đó, hoặc là vlog review cái này review cái kia, mà giống như là bạn Mithy nè, Biu Biu nè, đó làm kiểu như là dạng là vlog nha. Đó, là tiếp tục nè, bạn biết cái gì không? Người mẫu này, người mẫu kia. Người mẫu ở hang ra hả? Đó, mình thấy không? Rồi, tiếp tục nè. Rồi, review sản phẩm ví dụ như là, rồi ok, bao nhiêu thôi, là các bạn làm ấn. Hoặc là thêm một cái nữa là cái trả lời câu hỏi trong comment á. Đó. Rồi, thấy chưa? Bạn thấy chưa? Rất nhiều nè, ý tưởng video nè.
thấy đó, em thấy chưa, dễ không? Rất là nhiều ý tưởng. Thì đầu tiên là review sản phẩm, thì ví dụ như là điện thoại. Tiếp tục rồi sản phẩm mà mình bán, hoặc là cái gì affiliate á. Mình không biết cái chữ affiliate đó. Đó bạn thấy không? Rất nhiều cái ý tưởng về review sản phẩm. Ví dụ như bạn dạy nè marketing, dạy nè. Dạy Facebook. Bạn giỏi cái gì thì bạn dạy đó. Facebook Ads. Đó, rồi Google Ads. Rồi toán. Tất cả cái gì bạn giỏi bạn học, bạn dạy. NLP. Đó, tùm lum toán học này kia. Toán. Văn. Tiếng Anh. Nên chăm chăm, thấy chưa? Trend trong tuần là ví dụ như nè, đây trend trong tuần thì mình có review như này với các bạn nè, trend này, ví dụ như trend trong tuần hoặc trend ngày, trend tuần thì nó làm đây, bạn vào trong trang chủ nè, trang chủ YouTube nè, các bạn bấm vào Thịnh Hành nè, thấy không? Bấm vào Thịnh Hành nè, các bạn thấy trend không? Đây là làm trong top 1, top 2, top 3, top 4 nè, đó, đây là trend. Mình không nói là bạn đăng những video này về và review hoặc là mình không phải đăng cái video này về re-up lại nha, mà mình có thể làm review lại hoặc là mình dựa vào cái tiêu đề đó mình đặt cho cái video của mình cho nó hot lên đó, ra ngày trong tuần đó. Đây để mình lấy được cái trend trong tháng thì tầm thí dụ như nè, các bạn search này Google Trend á, trend nè. À, bạn search lên ở ra Google Trend, bạn chọn cái điều hướng này là về Việt Nam nè, thấy không, về Việt Nam nè, ở trong tuần và trong tháng nha, trong tuần và trong tháng nè, bạn thấy không? Rồi trong năm là thế nào? Trong năm thì các bạn cũng dựa vào Thịnh Hành này, nhưng mà các bạn biết là khi nào mà cái video này á, nó lên Thịnh Hành trong tuần trong tháng á, nó nhiều thì thường là những cái video mà kiểu như này nè, mà như săn bắn hái lượm này kia đó, đó là trend của năm. Mình thấy trend này lên dữ lắm, dằn lắm, thấy không? Cái kiểu như là săn bắn hái lượm này kia đó, đó biết đây là cái trend. Còn thường á là trên tuần, trên tháng á, trend đó nha, xu hướng tuần, xu hướng tháng á, thì là những cái ca sĩ mà nó ra bài mới này kia nó hot, như là ví dụ như là anh Cu Đen mới ra nè, cái bài này anh Đếp Cần Gì Ngoài Em nè, đó bạn thấy không? Anh Đức Cần Gì Ngoài Em nè, bạn thấy không? Cái này nó lên trên càng cả 3 tuần, 4 tuần nè, review nè, Mithy cũng có review, người này người kia cũng có review cái sản phẩm nè, đó bạn thấy không? Ok chưa? Đó là trên tuần, trên tháng bạn dựa vào trên ngày bạn làm, bạn lấy, nhớ lấy cái tiêu đề này đó, bạn làm lên thành những cái video là bạn được đề xuất thôi. Khi mà bạn đăng ký mấy này nè, đó bạn đăng ký Cu Đen nè, anh Đen này. Mình hay gọi là anh Cu Đen đó, mình đăng ký xong nha, cái mình bấm cái chuông này nữa, khi nào mà là ảnh có video mới lên, ảnh thông báo lên cái là bắt đầu là mình nhảy vô, mình lấy cái video này về, lấy sao thì bấm trong đây này, download nè, tải xuống xong review lại, để cái hình cái mặt của mình nhỏ nhỏ đây này, review lại đó, bạn thấy chưa? Đó là cái cách mà mình lấy được cái xu hướng, hoặc là mình làm theo kiểu vlog đó, vlog với lại là mình review cái mình làm theo xu hướng này nè, làm là nó cũng giống nhau nha, giống như là Mithy nè, bạn search Mithy nè, nó bạn em ấy hay chắc em ấy nhỏ tuổi hơn mình đó, em ấy hay review kiểu như nè, đây đó nè, còn bóng quan cá nào em ấy hay review đó, bạn thấy chưa? Đó, đây cái background của mình phía sau nè, đó đây là cái mẫu review nè, thấy chưa, review đó, mình dựa vào theo cái này
Chibu chibu kiểu kiểu như là cái tên nào mà khó quất vô video cho mình, đặt thêm cái tiêu đề cho mình, họ làm để nó chuẩn SEO. Làm sao để chuẩn SEO thì qua phía bên cái YouTube của mình đó coi nha, làm sao chuẩn SEO được điểm SEO cao hơn. Qua YouTube mình coi mình có nhẫn rồi đó. Rồi, ok chưa? Mình thấy dễ không? Dễ quá đi chứ, đúng không? Dễ tuyệt vậy mà không có điểm nữa sao được. Rồi, bạn dựa vào những cái này xong các bạn review lại sản phẩm. Cái gì mà hot cái là bắt đầu là nó lên view cho mình, lên sub lên view cho mình. Đó, bạn thấy không? Bạn đẹp tí nữa thì mình bảo đảm, hoặc là mình bạn thuê một người nào đó, một bé nào đó đẹp về bỏ lên. Hoặc là bạn xấu mà xấu giả mang vô cũng được, review lại cho mình. Thì mình nói thiệt với bạn là nó lên dữ dằn lắm. Thấy chưa? À, tiếp tục nè, video ca nhạc. Đó, đây nè, cũng dạng là review lại cái sản phẩm ca nhạc á. Đó. Thì bạn ở đây á, là mình nói sao? Là để mình video ca nhạc có nghĩa là mình làm ra thành một cái video của mình luôn. Chứ bạn có đừng có review, tại vì mấy bé này nó sẽ không bật kiếm tiền trên những video nó ấy đâu. Thì thường là nó nói là sẽ bị vi phạm bản quyền nha. À, giảm vlog này cũng giống như cái trend này nè. Đó. À, người mẫu hở hang thì các bạn biết mấy cái này ở đâu không? À, mấy cái này ở đâu nè? À, đây. Các bạn tải một cái ứng dụng. Ứng dụng đó khi mà bạn xài trên máy tính nha. Trên máy tính đó, thì bạn xài cài cái ứng dụng cái phần mềm là Knock Player. Các bạn search là Knock Player 6 nè. Này nha, Knock Player 6, cái này là phần mềm giả lập nè, giả lập Android hoàn hảo thay thế cho điện thoại chơi game trên PC nè, các bạn thấy chưa? Đó, đây là cái nguyên tắc của nó. Bạn nhớ tải về nó tầm 300 mấy MB nếu mà bạn sử dụng trên máy tính nha. Đó, bạn tải về bạn cài vô. Rồi, trong thời gian nó cài đặt vô á thì mình nói về cái phần người mẫu, cái câu trả lời trong comment. Cái câu trả lời trong comment ở đâu? Nè, đây nè, ví dụ như là đây nè mấy câu nè đó. À, Mitty xinh đẹp đúng lại cái nào nè, bạn thấy không? Mình có comment nè, bạn like vô, bạn comment vô thì người chủ video này sẽ thấy và review lại. Thí dụ như câu hỏi nào nó có liên quan á thì người ta sẽ làm một video trả lời câu hỏi đó, bạn hiểu không? Đó, làm một video trả lời câu hỏi đó. Rồi bây giờ mình cài đặt cái này vô. À, bấm vô cài đặt thôi. Đây giống như là gọi là các bạn là có thêm cái ý tưởng để bạn làm video, bạn tải lên Facebook với lại YouTube bạn kiếm tiền á, thì bạn phải giả lập một cái phần mềm Android hoặc là BlueStack nè hoặc là Knock Player đó. Thì khi mà có nó rồi á thì bạn tải những cái giống như là như nè, cái đây cái Line Me nè, Google Line nè, bạn thấy không? Line Me, Google Line nè, hoặc là Bigo Line cũng có nè. Đó, bạn thấy chưa? Bạn vào Bigo Line nè. Đó, bạn thấy không? Đó, bạn cài Bigo Line vô nè. Bạn cài Bigo Line vô xong rồi bạn biết sao? Bạn lên cái trình quản lý này nha. Bạn vô Bigo Live rồi xong, bạn thấy không? Mấy cái này nè. Đó, gần đây. Nhiều khách mời nè, bạn thấy chưa? Đó, đây nè, đây. Anh tin các bạn kêu là ngoài cái kênh đâu có thiện, nắm lấy đây. Bạn thấy chưa? Đó, đây là cái ý tưởng, thêm một ý tưởng để các bạn làm video. Thì ở trong này nó có rất nhiều cái chương trình nè, ví dụ như Bigo Live hoặc là Google Live hoặc là Line Me. Đó, tất cả những gì mà like bạn. Rồi bạn cài thêm một cái app nữa, cái app đó là giống như là đây nè, bạn search trên này nè, bạn cái record phần mềm á, cái
Đó, bạn quay video nè, màn hình điện thoại nè, đó bạn sẽ lên rồi bạn tải nó về, rồi bạn record lại, bạn quay cái màn hình lại, hoặc màn hình của điện thoại lại, là bạn có thêm ý tưởng, đúng không? Là bạn lấy những cái video đó nè, bạn về bạn bỏ vô trong cái Facebook, trong YouTube, đó, cứ thế là bạn kiếm tiền thôi, đúng không? Khi mà nó có nhạc bản quyền, nó có nhạc bản quyền thì bạn nhớ là bạn dùng cái phần mềm Camtasia, xong cái bạn vô bạn tắt âm thanh đi, bạn nói chuyện bạn cài cái nhạc của mình vô, đúng không? Ok chưa? Dễ không? Rất là dễ luôn. Nè, giống như là hở hang ở đâu có, đúng không? Ví dụ như bạn vào Google Live đi. Google Live nè, bạn thấy nè. Bạn vào Google Live nè. Chưa? À, mấy chị xôn xôn một tí nè. Đó, thấy chưa? Google, đó, Google Live nè. Đó, mấy bạn mà thở hang một tí nè. Bạn nhớ để cái hình nó sóc sóc một tí nha. Cái giống như là cái hình đầu tiên á, nó sóc sóc một tí thì người ta dễ vô hơn, người ta thấy nó hơi thở hang một tí cái hình thích hơn. Đó, bạn thấy chưa? Đó là thêm một ý tưởng nữa cho các bạn về vấn đề gọi là đây, đây Google Live. Hoặc là Bigo Live. Đó, Bigo Live Me. Đây là những cái phần mềm mình hay dùng. Đó, nhiều lắm nha, làm gì nhiều đó, tất cả nhiều lắm. Dạ, vlog này nè, là review á, là gọi là giống như là review cái sản phẩm nhạc á, sản phẩm âm nhạc. Video ca nhạc đó nó cũng dạng vậy nè, đó, trả lời thì cái comment thì cái này nó đã ghi rồi, nó có sẵn rồi. Tại bạn thấy chưa, nó dễ không? Đó, rất là cực kỳ là dễ dàng cho các bạn làm, có thêm ý tưởng để mình làm video. Bạn thấy chưa? Rồi ok, thì những ý tưởng này bạn nhớ lưu lại, luôn nó lại, bạn lấy cái video đó về, bạn để đó xong rồi bạn vào trong Camtasia nè, đó vào trong Camtasia xong bạn chỉnh sửa thành video của mình. Đó, có nhạc á thì bạn tắt cái nền, nhạc nền đi, bạn gắn cái nhạc không bản quyền vô. Đó, bạn thấy chưa? Đó, cái nào mà hở hang một tí thì kéo trang, kéo view rất là nhiều nha các bạn. Thấy chưa? Rồi ok, thì mình hướng dẫn tất cả các bạn tới đây thôi. Về vấn đề gọi là cái gọi là ý tưởng để mình làm lên video, mình kiếm tiền trên Facebook nha. Rồi cảm ơn tất cả bạn rất nhiều. Nhớ cho mình một like, một share và một comment nha. Nhớ subscribe cho mình. Thank you. Yeah.